Chào tất cả các anh em 5079 ha. Hôm nay mình tiếp tục quay lưới cho anh em xem nữa ha. Thì lưới này là 4 phân gửi nha anh em. Theo yêu cầu của anh em gấp 3 giây 2 túi. Đó. Mình xỏ là 3 giây 2 túi nha anh em. Thì cái nói chung ra 4 phân gửi này á là nó hai biên hai gốc nha anh em. Là cái trên này là hai biên. Còn cái mà từ 6 phân, 7 phân, 8 phân là nó chỉ có một biên thôi nha anh em, nhưng mà biên nó to. Cái trên đây nè. Cái biên chó xanh này là nó to nha anh em, nó có một biên à. Cái này là hàng hải loại loại nhất nha anh em. Đây nó có hai biên gì nè. Em thấy hai sợi không? Thì cũng cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ mình một thời gian qua ha. Thì lưới thì anh em nào đặt trước thì mình sẽ làm trước nha anh em, còn anh em nào đặt sau thì anh em cũng thông cảm ha. Thì anh em vui lòng chờ đợi vài ngày thì mình sẽ làm, khi nào mình làm xong mấy cái đơn này xong thì mình sẽ làm tới lượt anh em thôi. Nói chung ra anh em nào cũng có hết, thì anh em chờ đợi mình ha. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều đã chờ đợi mình, nhầm khi anh em chờ đợi cũng khá là lâu thì mình cũng xin chân thành cảm ơn ha. Thì cái này là mình gấp 3 giây 2 túi nha anh em. Bắt chiên về chiên về mắt xéo với chân nghịch bóc cao, nói chung ra là bắt từ chim 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 nhỏ đến chim lớn luôn anh em. Thì cái lưới này bắt được cung nấm luôn nha anh em, tại vì cái này là sợi 18. Đó. Thì cái lưới này thì mình bắt là 3 vòng 1 nha anh em. 3 mét vòng là 1 mét. 1 mét là trong cái khoen nó tầm khoảng cỡ 50 50 hay là 60 hay gì đó. Để tí nữa mình sẽ quay cho anh em xem. Khi nào bắt xong mình đi cân mình sẽ đếm trong cái khoen đó cho anh em xem là bao nhiêu mắt 1 mét ha. Rồi. Chào anh em ha.